Mới đây, một trường hợp nam thanh niên 17 tuổi bị tai nạn giao thông lúc rạng sáng. Ngay sau đó, bệnh nhân được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng huyết áp tụt nhanh, sốc mất máu, vỡ lách, vỡ dạ dày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân vào viện rạng sáng ngày 19 tháng 6 trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, đau và trướng bụng, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị sốc đa chấn thương phức tạp, trụy tim mạch, sốc mất máu, nghi vỡ nhiều tạng trong ổ bụng. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong. Người bệnh nhanh chóng được sơ cứu, chống sốc, kết quả chụp cắt lớp, siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh nhiều dịch máu trong ổ bụng, lách dập nát phức tạp, vỡ lách độ 4, gãy xương bàn chân trái. Ngay lập tức, ekip trực bật báo động đỏ toàn viện, huy động các bác sĩ từ khoa gây mê hồi sức, khoa ngoại, huyết học để vừa hồi sức truyền máu, vừa phẫu thuật cầm máu cho nam bệnh nhân. Phẫu thuật viên mở bụng hút được khoảng 3 lít máu tươi, lân máu cục, bã thức ăn, kiểm tra la lách vỡ độ 4 đang chảy máu, dạ dày vỡ dài khoảng 10cm. Bác sĩ Hùng cho biết, ekip phải dùng tới hàng chục lít dịch để rửa dạ dày cho bệnh nhân. Nhóm bác sĩ tiến hành cắt lách, xử trí tổn thương, khâu phục hồi dạ dày và đặt dẫn lưu. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sau 2 ngày hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh ổn định, gia đình xin chuyển viện.